băng này nó có biết, nó biết. Đúng không? Đúng không? Khách hàng nó qua làm gì vậy Diễm? Hả? Khách hàng qua làm gì? Qua kiểm tra hả? Hay là qua? Qua làm chi hả? Sản phẩm mới. Hả? Qua thăm nhà máy rồi ấy, thấy sản phẩm mới nó xuống tay xuống đơn. Nhưng mà ý là cái nào khách hàng mới hay lâu rồi? Nhưng mà nay nó đặt bên này luôn hả? À vậy là mấy người này ở bên nước ngoài hả?
hả?